Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì à, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 125 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, dòng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng, Lát có dán ở dưới phần mô tả video. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàng Lập thông qua thần hùng liên hệ thử gọi Kim Đồng dậy nhưng không có kết quả. Hắn suy nghĩ một chút rồi vung tay thu nó vào trong linh thú đại. Gió núi thổi nhẹ nhẹ, mát mẻ sảng khoái không gì sánh được. Nơi chân trời phía xa xa có ánh nắng sớm sáng lên, đã gần đến lúc bình minh rồi. Một lát sau, đám người Mộng Vân Quy cũng đi tới, cúi đầu trước đình bái kiến Hàng Lập. Hàng Lập liền nói lại một lượt những việc lúc trước đã dặn dò Mộng Thiển Thiển rồi nhanh chóng rời đi. Mộng Thiển Thiển thấy bóng hình hắn chốc lát đã biến mất không còn dấu vết, ánh mắt không giấu được vẻ hụt hẫng buồn bã. Tôi vị của lệ đại nhân hình như lại mới tăng cao rồi, chỉ sợ còn cao thâm hơn cả những vị kim tiên đạo chủ ở chút long đạo lúc trước nữa. Tôi bất chính lòng đầy ngưỡng mộ nói nhỏ. Vì thế nên chúng ta càng phải chăm chỉ tu luyện gấp bội, sau này dù chưa đủ sức giúp đỡ người, nhưng cũng đủ khả năng bảo vệ bản thân, không làm dướng thay dướng chân đại nhân nữa. Mộng thiển thiển gật đầu nhẹ rồi nói ra. Thiển thiển nói đúng đó, việc giống như ngày hôm nay á phải để đại nhân tự mình đến giải cứu nhất quyết không thể có lần thứ hai nữa chờ sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở hạo dân thành liền nghe thôi lời của lệ đại nhân nhanh chóng đến hát phong hải dực bổng vân quy nhanh chóng đưa ra quyết định một tháng sau trên không trung một mảnh hải vực màu xanh bao la vô tận xuyên giữa tầng tầng mây trắng có một đạo lưu quang màu xanh bay vọt qua nhanh như ảo ảnh giống như một sợi mây hẹp dài khiến cho người khác khó mà quan sát nhưng sau khi bay thêm được mấy vạn dặm Đụng quang chớp sáng rồi đột nhiên dừng lại. Trong quang mang hiện ra một chiếc bích ngọc phi xa dài khoảng 10 trượng. Hàng lập mặt một bộ áo bào màu xanh quen thuộc đứng trên đó. Trong tay đang nắm lấy một cái linh thú đại tỏa ra kim quang chói mắt. Đây là... Dị sắc trong mắt của hắn lóe lên liền mở linh thú đại ra. Một vệt kim quang trong đó lao nhanh ra rồi hóa thành một con giáp trùng toàn thân màu vàng to như quả núi. Quang mang toàn thân tỏa ra rực rỡ chính là chân thân của kim đồng. Trên lớp vỏ của nó đã được minh ấn vô số đường vân đang xen dày đặc, hình thù phức tạp cổ quái, tỏa ra những trận khí tức khiến cho người ta khiếp sợ. Mà lúc này hắn nhìn thấy hai mắt giáp trùng vẫn đóng chặt, chưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Thời gian ở linh giới, trong quá trình nuôi dưỡng phệ kim trùng hắn biết rõ thời điểm chúng nó sẽ tiến hóa sẽ thuần phệ lẫn nhau, hiện nay kim đồng hơi khác một chút, mới gặm hết cái đống pháp bảo đã có dấu hiệu tiến dai rồi. Thảo nào mà từ khi nó ăn xong cái lò đan kia Vẫn thấy có gì đó cổ quái Không ngờ cuối cùng kết quả là như vậy Hàng lập cảm nhận được khí tức của kim đồng tăng nhanh Không có dấu hiệu dừng lại Ban đầu có chút lo lắng Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Hắn lật tay lấy ra cái trận bàn cùng trận kỳ vốn có ý định bố trí trận pháp che đậy dị tượng khi kim đồng tiến dai gây ra. Kết quả là chưa kịp làm gì, đã thấy nó đột nhiên mở to hai mắt ra. À. Nó nấc lên một tiếng ầm vang, từ trong miệng phun ra một đạo tinh quang thô to hơn trăm trượng, chém thẳng ra trăm dặm phía trước. Những nơi tinh quang đi ra, nước biển đang chảy xiết liền bị tách đôi thành một cái rãnh lớn, lộ cả san hô rồng rêu dưới đấy. Ngay sau đó, quang mang trên thân giáp trùng biến mất, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một nữ đồng khả ái. Nữ đồng duỗi lưng một cái, hai mắt mông lung, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng. Hàng lập thấy cảnh này thì không khỏi, chỉ có biết im lặng đứng một bên kim đồng tỏa ra khí tức đột ngột đó là kim tiên hậu kỳ chỉ ăn vài thứ ngủ một giấc cứ như vậy mà phá tan bình cảnh tiến cấp rồi trong lòng của hắn hiểu rõ điều cốt yếu khiến cho kim đồng tiến giai chính là cái lò đan có phẩm chất cực cao trong thái ức điện trong đó dường như có ẩn chứa lực lượng nguyên thần nào đó vô cùng cường đại những pháp bảo khác mà có nuốt vào chỉ có tác dụng hỗ trợ thêm mà thôi tuy nhìn quá trình tiến giai của nó dễ dàng như vậy nhưng tốn hao rất nhiều tài nguyên Đừng nói đến Kim Tiên, ngay cả thân gia của Thái ức Ngọc Tiên chưa chắc đã đủ nữa. Đại thúc nè, có cái gì ăn nữa không vậy? Kim Đồng lúc lắc cái đầu, tỉnh táo hơn một chút, bụng đối reo thành tiếng. Có, rất nhiều. Hàng lập phước tây lấy ra một cái thanh cự phủ dày đặc phù văn đưa cho Kim Đồng. Nó vội vàng ôm lấy cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Nhìn thấy cảnh này thì Hàng Lập chỉ còn biết cười trừ, kéo nó về lại trên phi xa, rồi lấy ra một cái ngọc giảng màu trắng nghiên cứu, bây giờ mọi việc tại bắc hàng tiên vực hắn đã xử lý xong rồi đã đến lúc ly khai rồi nhưng trước khi đi hắn còn phải tới một nơi nữa nghĩ tới đây hắn nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết bích ngọc phi Sa lao nhanh về phía chân trời biến mất khỏi hải vực mênh mông thượng a đại lục nằm ở phía nam bắc hàng tiên vực nếu so sánh với cổ vân đại lục nơi có chút long đạo hay minh hàng đại lục ở phương bắc thì hoàn cảnh thiên nhiên hoàn toàn khác biệt nơi đây khí hậu ấm áp sinh cơ bừng bừng núi cao rừng rập mọc lên khắp nơi đầm lầy vô số là bảo địa cho rắn độc mảnh thú phát triển không phù hợp cho phạm nhân sinh sống cho nên mảnh đại lục này tuy rất là phì nhiêu sản vật phong phú nhưng số lượng phạm nhân lại rất là ít thua xa các đại lục ở phương bắc nhưng bởi vì linh mạch rất nhiều linh khí lại nồng đậm kỳ trân dị bảo chủng loại linh thú vô cùng đa dạng nên lại có khá nhiều tông môn tu kiến ở đây điểm thương sơn mạch là thánh mạch đệ nhất thượng a đại lục thanh danh vang dội nhưng khiến cho nó càng nổi danh chính là nhờ thương lưu cung thương lưu cung có đại cung chủ lạc thanh hải tỏa trấn gã cùng với đệ nhất đạo chủ trúc long đạo bách lý viêm phục lăng tông đại trưởng lão phong thiên đô nổi danh là ba thế lực lớn dưới trướng còn có ngũ cực cung chủ cũng đều là những vị kim tiên đại danh đỉnh đỉnh chia nhau trấn thủ năm hướng tiến vào của thương lưu cung trong sáng ngoài tối quản lý toàn bộ đại lục ngoại trừ những tồn tại tối cao này trong cung còn có không ít kỳ nhân dị sĩ chỉ do môn hạ của thương lưu cung hành tung khá kỳ bí không thích phu thương thanh thế ra ngoài đại bộ phận chỉ thích đóng cửa khổ tu nên ngoại nhân hiểu biết về họ không nhiều lúc này ở hư không một chỗ gần với điểm thương sơn mạch có một tên đại hán râu quay nón âm thầm đứng quan sát hắn chính là hàng lập mới từ cổ vân đại lục một đường chạy tới hắn nhìn dãy núi trước mặt này trong đầu suy nghĩ về các tin tức liên quan tới thương lưu cung từ nơi này nhìn lại trong điểm thương sơn mạch có mây khí vần quanh bao trùm cả dãy núi cảm giác vô cùng thần bí. Linh khí bên trong vô cùng thịnh vượng, đặc biệt là linh lực hệ thủy lại càng dồi dào. Ánh mắt của hàng lập khẽ động, không chần chừ nữa, bay thẳng về phía trước. Hắn vừa mới bước vào phạm vi của điểm thương sơn mạch, không lâu đã có một đạo động quang màu lam từ trong dãy núi bắn ra nghênh đón. Nhìn kỹ là một linh chu màu lam hình cá, phía trên có mấy tên địa tử thương lưu cung, cầm đầu là một gã nam tử tầm hơn 20 tuổi, khuôn mặt vuông vắn. Từ phong cách ăn mặc có thể đoán được những người này là đệ tử tuần tra của thương lưu cung tu vi không quá yếu cũng đều là hóa thần kỳ gã cầm đầu đó là tu sĩ luyện hư kỳ Giản bối là chấp sự ngoại cung lý ngang xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối người quan lâm thương lưu cung có việc gì vậy thanh niên mặt vuông cảnh giác liếc nhìn hàng lập nhưng vẫn hữu lễ chấp tay hỏi hàng lập bày ra vẻ mặt lạnh như băng không thèm nhìn ai một cổ linh áp khổng lồ từ trên người đột nhiên bộc phát ra linh trùng mộ lam như lá bay trong bão táp bị cuốn văng ra ngoài. Đệ tử thương lưu cung đứng trên đó miệng phun máu tươi, hùng mê bất tỉnh. Thân hình của hắn không dừng lại, tiếp tục bay về phía trước. Có định nhân tập kết! Thanh niên mặt vuông tu vi cao hơn nên chưa ngất đi, miệng hét lên một tiếng lớn, phước tay đánh ra một đạo lam quang bay thẳng lên trời. Một tiếng vang lên, lam quang bạo phát trên không trung, bay về bốn phương tám hướng, Hàng Lập cũng không có ngăn cản hành động của gã, còn không thèm quay đầu lại, tiếp tục bay về phía trước. Sau khi tín hiệu được phát ra, âm thanh từ các nơi vang vọng ầm ĩ, vô số độn quang từ các dãy núi bay vụt tới chặn đường. Độn quang thu lại, từng người từng người một đều mặc trang phục thương lưu cung, tu vi hơn xa cái đám lý ngàn lúc trước. Những cái tên cầm đầu đều là chân tiên cảnh trung kỳ hậu kỳ. Đứng lại, cuồng độ phân nào dám xông vào thứ lưu cung? một lão giả tóc bạc và vẻ hồng hào quát to gọi lật thanh hải ra đây gặp ta sắc mặt của hàng lập không đổi thanh quan trên người lóe lên tạo nên một luồng linh áp khổng lồ màu xanh cuốn về phía mọi người xung quanh đám người đụng phải cái luồng linh áp bị đánh văng ra ngoài không có sức phản kháng đạo hữu phương nào cho làm thương lưu cùng chúng ta vậy bọn tiểu bối không hiểu pháp tắc nên có chút mạo phạm mong các hạ không nên trách tội ngay lúc này có một thanh âm hùng hậu không gì sánh được truyền tới Cùng lúc đó một luồng gió nhẹ đột nhiên xuất hiện quét về bốn phương tám hướng. Sóng linh áp màu xanh bị triệt tiêu không còn dấu vết. Hàng lập nhíu mày thân hình dừng lại. Thành quang lóe lên hư không cách hàng lập không xa hiện lên một thân ảnh là một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh lam. Người này dáng người cao gầy râu dài rủ xuống ngực rứt ra dáng tiên phong đạo cốt. Nhưng làn da của lão lại có màu xanh đậm quỷ dị phá hoại mất khí chất suốt trần đáng lẽ ra phải có. Lão tỏa ra khí tức hùng hậu là tồn tại cấp bậc kim tiên, Hàng lập liếc nhìn lão cũng không thèm trả lời. Vị đạo hữu này nhìn lại mặt dấu cùng, không biết tôn tính đại danh là như thế nào vậy? Đến thương lưu cùng chúng ta là có chuyện gì? Lão đạo mặt xanh cũng không tỏ ra vẻ tức giận, một tay dựng lên trước ngực thi lễ một cái rồi hỏi. Ta nhắc lại, gọi là Thanh Hải ra đây gặp ta. Hàng lập chậm rãi nói, lão đạo nghe ngay lời ấy thì sắc mặt không giấu được vẻ kinh ngạc, lập tức trả lời vậy thì thứ lỗi, đạo hữu đến không đúng lúc rồi. Lạc công chủ ra ngoài từ nhiều năm trước đến bây giờ vẫn chưa về nữa. Nếu đạo hữu có chuyện quan trọng hay là nói với tại hạ đi. Chờ đại công chủ trở về cung á, ta sẽ lập tức báo lại. Minh Hạng Thiên Phủ đã đóng lại từ lâu rồi. Mấy ngày trước ta mới gặp được Lạc Thanh Hải ở Hắc Phong Thành. Cũng biết hắn lập tức về lại Thương Lưu Cung. Đã qua thời gian khá lâu rồi, chẳng lẽ còn chưa về tới điểm Thương Sơn Mạch sao? Hàng Lập cười một tiếng mỉa mai hỏi ngược lại. Lão đạo mặt xanh nghe như thế im lặng chưa nói gì thêm Lạc Thanh Hải không muốn ra gặp ta cũng được, nhưng chắc là thương lưu cung các ngươi chuẩn bị tuyển ra hai tên cung chủ ngủ cực cung mới đi là vừa. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lão đạo nghe như thế không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đám người xung quanh chỉ biết quay mặt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. À, à, nơi đây không có chuyện của các ngươi nữa, à, màu lưu xuống đi. Lão đạo mặt xanh hôi nhẹ một tiếng, quay đầu nói với đám người xung quanh. Tuy đám người chung quanh đều hiếu kỳ, nhưng tựa hồ lão đạo mặt xanh này có vị trí rất là cao. Mọi người không dám cãi lời, nhau nhau đáp ứng một tiếng rồi ly khai tứ tán. Ừ, xin mời đạo hữu theo ta. Lão đạo mặt xanh nói một tiếng với hàng lập, quay người bay về phía điểm thương sơn. Hàng lập tựa hồ sớm đã dự liệu lão đạo mặt xanh sẽ làm như vậy rồi. Trên thân chấp động ánh sáng màu xanh, đi theo phía sau. Lấy độn tóc của hai người, sau một lát đã đến chỗ sâu trong điểm thương sơn mạch đến nơi này sương mù nồng đậm bao quanh dãy núi chợt biến mất vô tung tầm mắt cũng dần trở nên rõ ràng phía trước là dãy núi trùng trùng điệp điệp liền miên chập trùng từng ngọn nối tiếp từ ngọn một mực lan tràn đến cuối tầm mắt bên trong dãy núi bắt đầu hiện ra một ít kiến trúc cùng khí thức cấm chế vừa rồi nơi chúng ta đi qua là bên ngoài điểm thương sơn mạch còn nơi đây là đúng bên trong sơn mạch á thương lưu cung mà cũng ở nơi đó lão đạo mặt xanh vừa bay về phía trước vừa nói ánh mắt của hàng lập tùy ý quét qua khắp nơi trên mặt cũng không có một tia biến hóa nào làm cho lão giả mặt xanh một mực âm thầm quan sát hắn cũng có chút nhục chí lại bay chốc lát nữa sắc mặt của hàng lập chợt khẽ động bên trong sơn mạch phía trước xuất hiện một ngọn núi cực lớn ngọn núi này cao ngất nguy nga giống như một tòa núi thông thiên kéo dài tới chân trời hàng lập cũng đã từng thấy qua không ít ngọn núi hùng vĩ nhưng không so được với cái ngọn núi khổng lồ trước mắt này thiên địa linh khí phụ cận ngọn núi khổng lồ đúng nhiên nồng đậm hơn nhiều từ giữa sườn núi bắt đầu kiến tạo vô số kiến trúc cung điện lầu cát xa xa nhìn thấy dày như tổ ong mà trên đỉnh ngọn núi thình lình được bao phủ bởi một đoàn bạch quang cực lớn lấp lóe sáng vô luận là ánh mắt hay là thần thức đều không thể cảm giác được tình huống bên trong ngài nói bên trong thương lưu cung có 19 ngọn núi khổng lồ thông thiên chính là nơi linh mạch hội tụ điểm thương sơn mạch được xưng là 19 thánh phong ban đầu đại cung chủ thương lưu cung thi triển đại thần thông thiên triệt địa lấy linh lực 19 của tòa thánh phong làm căn cơ tay mỗi đỉnh ngọn núi khổng lồ sáng lập ra một bí cảnh được xưng là 19 chín tháng cảnh không biết cái tòa trước mắt này là tòa thánh phong nào vậy hàng lập chật mở miệng hỏi <laughs> ờ, kiến chăn của đạo hữu thật là uyên bác đó nha chỗ này là hoài quang một trong 19 chín thánh phong trên mặt của lão giả mặt xanh hiện lên một tia kinh ngạc nói ra hàng lập ngay như vậy im lặng gật đầu nhẹ bên cạnh thánh phong hoài quang có một dòng sông rộng lớn vô cùng uốn lượn chảy qua nước gợn cuồn cuộn mênh mông lao nhanh về phía trước nước bên trong dòng sông này có màu xanh lam tản mát ra thủy chi linh lực vô cùng nồng đậm thinh linh cũng không phải là nước chảy bình thường mà là cùng loại chân thủy nào đó ánh mắt của hàng lập chớp lên theo điển tịch trúc long đạo còn có lúc trước sư hồn hắc tu lão giả kia hắn đã biết được không ít tình huống về thương lưu cung Bên cạnh 19 thánh phong thương lưu cung đều có một dòng sông lớn chảy qua. 19 sông lớn này cũng được gọi là 19 chân hà. Mà 19 chân hà này cũng không phải là phàm hà. Điểm thương sơn mạch có thủy chia linh mạch đặc thù khiến cho nước chảy trong 19 chân hà này chuyển hóa thành chân thủy. Hơn nữa tính chất chân thủy trong 19 cái chân hà này cũng không giống nhau. Các tu sĩ qua các thời kỳ thương lưu cung lấy 19 cái đầu chân hà này làm cơ sở, sáng chế ra vô số công pháp thần thông thủy thuộc tính phát triển đến tình trạng ngày hôm nay. Hai người bay một đường về phía trước, dọc theo con đường này lại gặp vài tòa thánh phong cùng chân hạ khác nữa. Thực tế, 19 cái đầu chân hạ kia lại bắt đầu mơ hồ hội tụ về một chỗ. Gần nửa canh giờ sau, lão giả mặt xanh chợt ngừng lại, ánh mắt hàng lập nhìn tới phía trước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy mặt đất phía trước đột nhiên lõm xuống, hình thành một cái hố hình tròn lớn vô cùng, rộng chừng mấy vạn trượng, giống như một hố trời, tối như mực sâu không thấy đáy. 19 cái đầu chân hà thình lình đều hội tụ ở chỗ này, chảy vào bên trong hố trời, hình thành 19 cái thác nước cực lớn kinh thiên động địa, phát ra tiếng ầm ầm, lao nhanh xuống, cực kỳ đồ sộ. đau hổ, xin mời đi theo ta. Lúc này lão giả mặt xanh dừng lại bên cái hố trời một lát, tựa hồ để cho hàng lập xem thấy cảnh trí vô cùng hùng vĩ bao la ở nơi này, sau đó mới bay xuống phía dưới. Hàng lập thu hồi ánh mắt lại, thân hình nhoáng một cái bay theo. Hai người tiến vào trong cái hố trời, bay xuống phía dưới, rất nhanh đã đến dưới đấy. Dưới đáy hố trời là một mặt nước rộng lớn có màu xanh da trời. 19 thác nước cự đại đổ nghiêng xuống tập trung ở đây, nhưng mặt nước lại cực kỳ tĩnh lặng, một gợn sóng cũng không có, giống như một khối lưu ly màu lam cực lớn. Một tòa cung điện màu lam lơ lửng trên không mặt nước, toàn bộ đại điện chỉ dùng một loại lam tinh thạch như nước kiến tạo thành, tự nhiên hình thành chỉnh thể, một điểm dấu vết xây cất chồng lên nhau cũng không thấy tựa hồ dùng một khối tinh thạch cực lớn đều khắc thành trên khắp cung điện đều minh khắc từng đạo linh văn nở rộ ra từng trận hào quang trước cửa đại điện treo một tấm biển cực lớn trên đó viết ba chữ to thương lưu điện lão đạo mặc xanh mang theo hàng lập rơi vào trước thương lưu điện giờ phút này trước đại điện đã đứng sáu bảy người khí tức trên thân khổng lồ đều là tồn tại kim tiên lạc thanh hải cũng ở trong đó những kim tiên thương lưu cung này nhìn thấy hàng lập trên mặt đều có chút địch ý nhất là một đại hán trên tráng một một cái sừng màu lam sắc mặt bất thiện một bậc đến giá hàng lập ông nguyên lai là các hạ hả, hả? À, ngày đó từ bị có quan lan thành không thể tưởng tượng được hôm nay đạo hữu lại đến nhà chơi à, không tiếp đón từ xa được mong rằng thứ tội nha lạc thanh hải chạy ra đón chào mỉm cười nói ánh mắt của hàng lập lướt qua đám người trong lòng khẽ động có lẽ tất cả tu sĩ kim tiên thương lưu cung đều ở trong này lại nói tiếp thương lưu cung này không hổ là đại phái đỉnh cấp bắc hàng tiên vực thực lực quả nhiên bất phàm. Luận về số lượng tu sĩ kim tiên, tính cả những người vẫn lạc ở Minh Hàng Tiên Cung thì cũng không ít hơn chút nào so với tu sĩ Trúc Long Đạo năm đó. Trong đám tu sĩ kim tiên ở đây thì có ba người đạt đến tu vi kim tiên trung kỳ. Lão đạo mặt xanh mang hàng lập tới đây chính là một trong số đó, còn có một thiếu phụ áo lam che mặt, người cuối cùng là độc giác đại hán kia. Nhất là độc giác đại hán kia, khí tức trên thân cuồn cuộn, thanh linh đã đạt đến kim tiên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách kim tiên hậu kỳ chỉ cách một đường nhỏ. Tất cả khí tức linh áp của mọi người nối thành một mảnh, áp bách đến như bài sơn đảo hải. Bớt quá hàng lập cũng đã chính diện giao phong với công thâu cửu, há lại bị khí tức mấy tên kim tiên thương lưu cung này hù dọa. Lạc đại công chủ, muốn gặp ngươi thật đúng là không dễ dàng đó nha. Ánh mắt của hàng lập yên tĩnh, đạm bạc nói. <laughs> Lạc mẫu đang bế quan tu luyện, vì vậy phân phó trong môn không tiếp khách đương nhiên đạo hữu là ngoại trừ đó Đám bộ hắn không biết đạo hữu ở kính xình chớ trách nha Lạc Thanh Hải thấy Hàng Lập không bị linh áp chung quanh ảnh hưởng chút nào Ánh mắt bỗng nhúc nhích, vẻ mặt ung hòa nói Hàng Lập cười cười không nói gì Đạo hữu ở xa tôi là khách, à, mời vào trong đại điện nè Lạc Thanh Hải lập tức nói ra, sau đó đi đầu dẫn đường Hàng Lập dường như không thấy mọi người chung quanh Không có chút do dự đi theo vào đại điện màu lam những kim tiên khác liếc nhìn nhau cũng yên lặng đi theo tiến vào đại điện đi vào đại điện bên trong là một đại sảnh to chừng ba bốn mươi trượng thoạt nhìn là nơi để tiếp khách trong đại sảnh bố trí đơn giản có hơn mười cái ngọc trụ màu lam trên từng cái ngọc trụ đều khảm nạm một khối tinh thạch hình thôi xạ ra làm sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt chiếu sáng toàn bộ đại sảnh chính giữa những cây ngọc trụ đặt hai cái hàng ghế dựa lớn màu lam ờ đạo hữu mời lạc thanh hải ngồi xuống ghế chủ tọa tay chỉ về một chỗ bên cạnh rồi nói ra. Hàng Lập cũng không khách khí mà ngồi xuống, những người khác cũng nhau nhau ngồi theo. Lại nói đây là cái lần thứ hai chúng ta gặp mặt ha, nói ra thiệt xấu hổ á, à, không biết uh, danh tính của đạo hữu sao vậy, à, xuất thân từ môn phái nào ha. Lạc Thanh Hải trước giới thiệu mọi người tại đây một lần, sau đó bất động thanh sắc hỏi. Tại hạ hội liễu, vì phần xuất thân chủ nào chứ vị đạo hữu không cần hỏi nhiều, liễu mổ cũng không phải là người bất hàng tiên dược, có nói đại sư môn á thì các ngươi cũng không biết đâu hàng lập nhàn nhạt nói ra nguyên đây là liễu đạo hữu không biết lần này liễu đạo hữu quan lâm thương lưu cung có gì kể giáo vậy lạc thanh hải chắp tay cười cười rồi hỏi nguyên cho ta đến hỏi thăm chư vị chính là liễu mổ sau khi rời hát phong hải vực đang định phản hội Tông môn thì ở phụ cận quan lâm thành bị hai gã kim tiên thương lưu cung các ngươi mai phục đánh lén hoàn hảo là liễu mổ có chút thực lực nếu không á thì giờ phút này đã chôn xương chống rừng hoang rồi Ta muốn hỏi lạc đại cung chủ một chút Việc này có phải là do các hạ sai khiến không vậy? Hàng lập lực tay lấy ra hai khối lệnh bài màu lam Trung trung điệp điệp đập lên trên bàn trà bên cạnh Lạnh giọng nói ra Hai cái tấm lệnh bài này là hắn lục soát lấy được Trong cái trữ vật pháp khí của bạch diện thư sinh Cùng hắc tu lão giả Là lệnh bài thân phận của hai người Đám người thương lưu cung thấy hai tấm lệnh bài Thân tình đều biến đổi Đồng tử lạc thanh hải coi rụt lại Bớt quá gã cũng không nói lời nào. <laughs> Từ đâu liễu đạo hữu lại nói như vậy? Thiết thu hai vị cung chủ bổ môn mất tích tại quan lang thành chỉ sợ là thân hãm địch thủ. Chúng ta ở đây cũng đã chỗ vàng tìm kiếm. Hôm nay liễu đạo hữu lại nói hai người bọn họ mai phục các hạ. Việc này làm cho chúng ta hồ đồ rồi đó. Độc giác đại hán cười lạnh một tiếng, nhìn về phía của hàng lập, ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Hàng lập nhìn về phía độc giác đại hán, người này tên là Phùng Hải, chính là năm cực cung chủ trong ngũ cực cung của Thương Lưu Cung. Ngụ ý của các hạ là liễu mổ du oan cho hai người bọn họ đó hả? Hàng Lập cười khẽ một tiếng, nhìn Phùng Hải rồi hỏi. Đại sự như thế nào, làm sao chỉ có thể nghe một phía người nói? Liễu đậu hữu nói bọn hắn đánh lén ngươi, vậy hãy lấy ra chứng cứ xác thực đi. Tội danh như vậy, thương lưu cùng chúng ta cũng không dám nhận loạn đâu. Phùng Hải lạnh lùng nói. Hôm nay liễu mổ tới đây, vốn là vì việc này đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Các ngươi đã không tin vậy rồi, vậy cũng nên cáo từ. Để nói tiếp nha, liễu mẫu có hai tên tiểu bối vừa dặn thiếu hai cái quả kim hồn đan. Cáo từ. Hàng Lập nói một câu như có thâm ý, đứng dậy đi ra phía bên ngoài. Đám người thương lưu cung ngay như vậy, trên mặt tất cả đều biến sắc. Làm mạnh lóe lên, độc giác đại hán xuất hiện phía trước ngăn cản đường đi của Hàng Lập, trầm giọng nói. Hơ, các hạ xem thương lưu cung chúng ta là địa phương nào, nó đến là đến, nó đi là đi hả? Nếu muốn đi, vậy lưu nguyên anh thiết công chủ và thu công chủ lại đi. Ngươi lại dám cản đường ta, Cúc! Hàng lập sát khí đại thịnh, kim quang lóe lên, cánh tay thô to thêm một vòng phát ra tiếng rớp giòn vang, nằm ngón tay nắm chặt đấm một quyền về phía đại hán độc giác. Một tiếng ầm vang lên, cánh tay của hắn được kim quang chói mắt bao phủ, nhìn giống như được đúc bằng vàng rồng, phía trên mọc ra những cái đám lông sắc nhọn như kim châm, hư không nơi quyền ảnh đi qua như bị xé rách, phát ra những tiếng ma sát chói tai, tạo thành một đường bạch ngân bắt mắt. Quyền ảnh chưa tới mà một cổ lực lượng khổng lồ khiến cho người ta cảm giác hít thở không thông đã tràn ra trước. Sắc mặt của đại hán độc giác biến đổi, vội lùi lại một bước. Trên thân lâm quang nồng đậm tỏa ra, hai cánh tay hào quang sáng chói rồi biến ảo thành hai cái vút rồng hung bạo. Đại hán hét lớn một tiếng, vùng hai tay chém mạnh về phía trước. Trước người hắn Lam quang lóe lên, hư ảnh hai cái vút rồng màu xanh nước biển to lớn đột ngột lao ra. Trên hai cái vút rồng được minh ấn vô số phù văn màu lam, phía trong hiển hiện những đạo hư ảnh sóng cuộn biển gầm nhìn huyền diệu không gì sánh được hai cái vuốt rồng đang chéo vào nhau chụp về phía quyền ảnh của hàn lập chỉ nghe một tiếng ầm vang lên quyền ảnh đấm tan nát hai cái hư ảnh vuốt rồng thành trăm nghìn mảnh nhỏ hóa thành vô số lam quan tán loạn trong không trung không những thế lại thêm một đoàn kim quang chói mắt phóng từ tay của hàng lập phóng ra biến thành một quyền ảnh lớn hơn nữa hung hăng bạo ngược đánh tới đại hán độc giác kinh hoảng hai tay vội vã vung lên hai tiểu thuẫn hình tam giác xanh biếc từ trên người hắn bắn ra hóa thành hai cái bức tường ánh sáng lồng lành trắng ngay trước người tường ánh sáng vừa mới dựng lên thì quyền ảnh cũng vừa tới quyền ảnh bạo liệt hóa thành một con sóng màu vàng tản mát ra uy năng hủy thiên diệt địa cuốn hai cái bức tường ánh sáng vào hai bức tường vỡ nát trong uy lực khủng khiếp của từng cơn sóng không có một chút phản kháng nào tan thành từng mảnh một cổ lực lượng cuồng bạo cuốn về bốn phương tám hướng khiến cho toàn bộ đại điện lung lay như muốn đổ thân thể của đại hán độc giác hướng chịu dư lực phản chấn bị ép lùi về phía sau hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng lại được một tràng tranh đấu ác liệt nhưng kỳ thực chỉ phát sinh trong chớp mắt thôi làm quan tiêu tán không biết từ lúc nào hàng lập đã dịch chuyển tới chỗ đại hán đứng lúc nãy trên tay còn cầm mấy cái mảnh tàn bảo của hai tiểu thuẫn hình tam giác hắn cười lạnh nắm chặt tay bóp mấy cái mảnh tàn bảo thành bột phấn sau đó thờ ơ thổi một hơi khiến cho bụi phấn bay tán loạn từ trong đó tản ra một cổ linh khí vô cùng nồng đậm Đại hán độc giác thấy cảnh này khóe mắt nhăn lại, không dám vọng động. Những gã kim tiên khác của thương lưu cung thấy như thế thì nhau nhau đứng dậy, sắc mặt đều không giấu được vẻ kinh hoàng. Đại hán độc giác mặc dù chỉ có tu vi kim tiên trung kỳ đỉnh phong, nhưng không phải là tu sĩ nhân tộc. Bản thân có huyết mạch cầu lông, thân thể trời sinh đất cường hoàng không gì sánh được. Mạnh mẽ không kém gì cảnh giới chân cực chi khu của huyền tiên, vậy mà mới đánh đã bại. Hơn nữa nhìn tình huống ai cũng biết là đối phương còn chưa thi triển hết một góc nhỏ của lực lượng nữa. Hàng lập chậm rãi thu tay về, cũng không thèm liếc nhìn đại hán độc giác, lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước. Đám kim tiên thương lưu cung bay vụt đến chặn ngay trước mặt của hàng lập, trên mặt không giấu được sát khí, trên thân phát ra quang mang đủ màu. <laughs> Tốt, hôm nay coi như hiểu được cách tiếp khách của thương lưu cung như thế nào rồi. Hàng lập cười ha ha một tiếng, kim quang trên thân đại phóng. Toàn thân hắn mọc ra một cái bộ lông màu vàng ống, thân hình lớn thêm một vòng, tay chân dài ra, nhanh chóng biến thành một đầu cự viên màu vàng lớn hơn 10 trượng. Khí tức trên thân nhanh chóng tăng cường, đột ngột chạm ngưỡng kim tiên hậu kỳ, còn tỏa ra những luồng sát khí bạo ngược nồng đậm như thực chất. Khi thế như dời núi lấp bể cuốn ra xung quanh. Đám kim tiên thương lưu cung bị khí tức của hàng lập chấn nhiếp, thân sắc đều có chút sợ hãi. Đừng tay! Vào thời khắc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn giữa hàng lập và đám kim tiên, không ai khác chính là Lạc Thanh Hải. Xem ra lạc đại cung chủ cũng muốn tham gia nấu nhiệt hả? Kim quang lóe lên trong mắt cự viên, cười lạnh một tiếng rồi nói ra, không có chút nào e ngại. Liễu đạo hữu xin đừng à hữu lầm giải, lạc mẫu không có ý như vậy đâu. Còn các ngươi, lùa để cho ta, mỗi người tưởng giờ những bất hối lỗi, không được sượng cho phép của ta thì không được xuất quan. Liễu đạo hữu là khách quý của thương lưu cung, không phải chỗ cho các người bắt nhau như vậy đâu. Lạc Thanh Hải nhìn Hàng Lập cười cười, sau đó quay lại quát mắng đám kim tiên. Điều. Nguyên đám kim tiên nghe như vậy không dám nói thêm gì nữa, nhau nhau thu hồi quan mang quanh thân, nhanh chóng rời khỏi đại điện. Đại hán độc giác sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Hàng Lập một cái cũng quay người lui ra ngoài. Hàng Lập nhấp nháy đôi mắt to tròn, kim quang trên thân lóe lên, khôi phục hình người. Trong đại điện bây giờ chỉ còn lại Hán với Lạc Thanh Hải, Liễu đậu hủ nè, không dám gạt ngươi, lần này dòng minh hàng tiên phủ, thương lưu cung chúng ta tổng thất nặng này. Thiết công chủ và thu công chủ cũng đột nhiên vô có mất tích, nên cái đám người trong cung tâm trạng không có tốt, khó tránh khỏi mất bình tĩnh một chút. Ở xin các hạ đừng có để trong lòng nha. Lạc Thanh Hải mỉm cười nói với Hàng Lập. <laughs> vô cớ mất tích hả? Xem ra Lạc Đại Cung Chủ cho rằng liễu mổ hãm hại hai người kia hả? Để vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Hàng Lập cười lạnh một tiếng rồi đáp lời. Liệu đầu hữu xin có chớ giỏi ờ, cho lạc mẫu chút thời gian giải thích cái đã Thật ra chứ tu duy của ta chứ ngươi đâu dễ dàng Làm việc theo cảm tính vậy chứ Ở tất cả đều nhìn vào lợi ích thôi Lần này đạo hữu tới thương lưu cùng chúng ta Chắc hẳn không đơn thuần Chỉ để đòi một câu trả lời vậy thôi chứ Lạc Thanh Hải bình tĩnh nhìn Hàng Lập Cười nhạt rồi nói Hai hàng lông mày của Hàng Lập giật giật Không nói thêm gì Nguyên thần đang của thế công chủ và thu công chủ chưa có tắt Xem ra cho liễu đạo hữu nhân hậu còn hạ thú lưu trình Ôn lạc mẫu ở đây thay mặt cho hai người bọn họ tạ lỗi nha Mong đạo hữu đại nhân không chấp tiểu nhân Xin đừng so đo cùng bọn hắn nữa Sắc mặt của lạc thanh hải nghiêm túc chắp tay nói với hàng lập Lần này công chủ cho nên hiểu lầm Hai người này lồng lan giả dạ thú Liễu mẫu còn chưa phá nát thần hùng Chẳng qua là còn không muốn để cho bọn hắn chết dễ dàng vậy thôi Mặt của Hàng Lập lạnh như băng, chậm rãi nói ra. <laughs> Ê, xin liễu đạo hữu bất giận nha. Không biết do việc gì khiến cho thiết công chủ và thu công chủ xung đột với các hạ vậy. Ờ, chỉ cần liệu liễu đạo hữu nguyện ý trả lại nguyên anh của bọn hắn không chút tổn hại nào. Thương lưu cung chúng ta nguyện ý trả cho đạo hữu cái giá hài lòng. Lạc Thanh Hải cười ha ha, trả lời. Sao? Các hạ có chắc là ta sẽ đáp ứng hả? Hàng Lập trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói. Ta tin tưởng trên thế gian bất cứ điều gì cũng có cái giá của nó mà. Kể cần đáp ứng được thì cựu định cũng có thể trở thành bằng hữu mà. Lạc Thanh Hải nở một nụ cười còn sáng lạng hơn. Nếu Lạc Đại Công Chủ đã có thành ý như vậy thì được rồi. Nguyên Anh hai người kia cũng không có tác dụng lớn gì với ta cả. Có thể trả lại cho ngươi nè. Hàng Lập gật đầu đồ đồng ý. Ờ, vậy thì đã thả liễu đầu hữu nha. Ờ, không biết các hạ muốn bồi thường cái vật gì vậy ha. Bản môn từ trước tới giờ, tài vật đều không có nhiều, không thể so sánh cùng với Trúc Long Đạo hay là Phục lăng Tông, nhưng cũng sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đạo hữu. Lạc Thanh Hải nghe như vậy vui mừng chắp tay cảm ơn, tảng đá trong lòng cũng được gỡ bỏ. bất hạng tiên dực nhắn vẻ cằn cỗi cũng không có cái gì khiến cho ta động tâm cả, nhưng lúc ở trong minh hàng tiên phủ ta có nghe công thâu đạo hữu nói thương lưu cung các ngươi có một bản công pháp tên là Thủy Diễn Tứ Thời Quyết, có liên quan tới thời gian pháp tắc, không biết có thật hay không vậy. Hàng Lập thông thả đi tới một chiếc ghế ngồi xuống hỏi. Điều này, thương lưu cùng chúng ta quả thiệt là có cái công pháp này. Nhưng nếu đạo hữu vừa mới nói tới công thâu đạo hữu, chẳng lẽ đó là giám sát sứ xuất hiện trong bên hàng tiên phủ? Công thâu cửu đại nhân hả? Lạc Thanh Hải nghe như vậy, kỳ quan trong mắt lóe lên, vội hỏi. Đúng vậy, chính là hắn đó. Hàng Lập nhẹ gật đầu, ở thử ra lần này liễu đạo hữu cũng tiến nhập minh hàng tiên phủ hả nhưng thời gian ở trong đó chúng ta lại không có gặp nhau chẳng lẽ đạo hữu cùng với công thông tiên sứ tiến vào cùng một lần sao ánh mắt của lạc thanh hải hơi động một chút hỏi tiếp bây giờ chúng ta đang bàn đến việc khác mà lạc đại cung chủ hình như hơi lạc đề rồi đó hàng lập nhú mày nói à, là lạc mẫu lỡ lời ở xin mời liễu đạo hữu tiếp tục đi lạc thanh hải cười cười rồi nói những việc khác thì ta không muốn nói nhiều còn bây giờ nếu các ngươi đem cho ta cái công pháp thủy diễn tứ thời quyết Thì sẽ nhận được nguyên anh của hai người kia Hàng lập tỏ ra vẻ mất hứng thú Do Lạc Thanh Hải hỏi quá nhiều Khó chịu nói thẳng Thủy diễn tứ thời quyết là bí điện trấn cung của chúng ta Người nào muốn nghiên cứu phải được ra à, trưởng lão hậu đồng ý Nếu đạo hữu đưa ra yêu cầu này quả thật là hơi khó rồi Có thể thay đổi điều kiện khác được không vậy Lạc Thanh Hải tỏ ra vẻ khó xử đáp lời Điều kiện ta đã nói rồi, đáp ứng hay không là việc của các ngươi, ta chỉ có thể ở đây thêm một canh giờ nữa thôi nếu không nhận được công pháp thủy diễn tứ thời quyết thì nguyên anh của hai tên này á, luyện chế thành kim hùng đan được rồi hàng lập phất tay lấy ra một vật vừa vuốt ve vừa lạnh nhạt nói lạc thanh hải nhìn thấy cảnh này con ngươi cũng coi rụt lại vật hàng lập lấy ra là một tinh cầu màu trắng bên trong phong ấn một nguyên anh màu lam nhìn dung mạo chính là bạch diện thư sinh ngày trước nguyên anh màu lam nhìn thấy lạc thanh hải ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhưng không thể động đậy chút nào cũng không thể thi pháp truyền âm nếu đã như vậy rồi xin liễu đạo hữu chờ một lát nha ở lạc mẫu còn đi trao đổi với các trưởng lão khác chút đã lạc thanh hải dời ánh mắt khỏi tinh cầu màu trắng nhìn kỹ hàng lập một lượt rồi đi ra ngoài hàng lập không thèm để ý tới hành động của lão Hộ ly này ngồi chơi đùa tinh cầu màu trắng ở trong tay lạc thanh hải đi ra khỏi đại điện châu mày tỏ ra vẻ do dự nhưng hắn không đắn đo lâu nhanh chóng đi về phía bên trái chẳng mấy chốc tới một gian thiền điện đám người rời đi lúc nãy tất cả đều đang tụ tập ở nơi này vừa nhìn thấy lạc thanh hải đi đến liền vội vàng đứng lên nghênh đón lạc công chủ nè tình hình như thế nào rồi lão đạo mặt xanh kia vội vàng hỏi lạc thanh hải không giấu giếm điều gì đem tình huống trao đổi của hàng lập vừa xong thuộc lại một lần cái gì hắn muốn thủy diện tứ thời quyết hả đúng là suy tâm vọng tưởng đại hán độc giác là người đầu tiên cho ý kiến hừ lạnh rồi nói đúng vậy Thủy diễn thứ thời quyết là trấn phái bảo điển của thương lưu cung chúng ta Không thể truyền cho ngoại nhân được Thiếu phụ che mặt cũng cho ý kiến Theo lời đại công chủ thuật lại Thì người kia chắc sẽ không thay đổi điều kiện rồi Chỉ cần cử tuyệt thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì với thiết công chủ và thu công chủ nữa Lão đạo mặt xanh không biết nghĩ tới điều gì nhíu mày nói Người kia mặc dù thực lực rất là lợi hại Nhưng nếu tất cả chúng ta đồng loạt ra tay Lại có thêm cấm chế trong thương lưu cung hỗ trợ nữa Chẳng lẽ không đủ sức bắt hắn sao chỉ cần khống chế được người này á Thì còn lo về việc cứu thiết công chủ và thu công chủ nữa Trong mắt đại hán độc giác lóe lên sắc ý Rồi nhanh chóng biến mất Lạnh giọng nói Những người còn lại nghe thấy như thế Ánh mắt cũng lộ ra vẻ hung quang Tỏ vẻ đồng ý Đàm tử hồ liễu này có khí tức rất là quỷ dị Sắc khí hung lệ này ta chưa từng thấy qua Cũng không phải là tu sĩ kim tiên bình thường đâu Người này nếu như dám đến hương lưu cùng chúng ta Tức đã chuẩn bị hậu thủ rồi ta có thể cảm giác được trên người hắn còn ẩn tàng một loại sức mạnh cực lớn còn chưa thi triển ra đó. Ngoài ra người này có khả năng quen biết với công thâu cửu, thân phận tất nhiên không tầm thường. Chúng ta xuất thủ với hắn, dù có thành công hay không cũng mang lại cho tông môn rất nhiều phiền phức, do đó tuyệt đối không thể manh động được đâu. Lạc Thanh Hải lắc đầu nói ra. Làm sao đại cung chủ lại xác định vậy? Độc giác đại hán khẽ giật mình hỏi, Ngày đó cửa vào tiên phủ mở ra, lúc đó có 7 bức Minh Hàng Sơn Hà Đồ xuất hiện. Những tu sĩ mang 7 bức Sơn Hà Đồ vào ta đều gặp quá ở phụ cận cửa vào rồi. Bất luận khí tức hay là hình dáng để phán đoán thì cũng không có người này trong đó. Người này đã vào Minh Hàng Tiên Phủ, nhất định là đi cùng với công thâu cửa rồi. Sử dụng bức Minh Hàng Sơn Hà Đồ thứ 8 tiến vào tiên phủ. Quan hệ giữa hai người tất nhiên không tầm thường. Lạc Thanh Hải chậm rãi nói ra, những người khác nghe như vậy đều chậm rãi gật đầu. Vậy làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ lại giao thủy diễn tứ thời quyết cho hắn sao? Độc giác đại hán có chút không cam lòng nói ra. Những kim tiên khác đều trầm mặt xuống, nhất thời không nói gì. Đại công chủ nè, từ trước đến nay người túc trí đa mưu, việc này ngươi quyết định luôn đi. Lão đạo mặt xanh mở miệng nói ra. Cứ vậy nè, hiện tại chính là thời khắc trung chuyển bắt hàng tiên vực sau mấy chục vạn năm. Tất cả đại phái bắt hàng tiên cung, Phục Lan Tông, Trúc Long Đạo đều bị tổn thương, chỉ có thương lưu cung chúng ta còn bảo trì thực lực tương đối hoàn chỉnh, náo động lần này ẩn chứa vô số kỳ ngộ, giờ phút này là thời cơ tốt nhất để cho thương lưu cung chúng ta khuếch trường thế lực, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội này, thương lưu cung chúng ta một lần hành động áp đảo Phục Lan Tông cùng Trúc Long Đạo, trở thành thế lực để nhất bắt hàng tiên vật cũng chưa chắc không có khả năng. Lạc Thanh Hải chậm rãi nói ra, những người khác nghe như vậy trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Nhiều năm qua, mặc dù Thương Lưu Cung là một trong ba đại cử phái của Bắc Hàn Tiên Vực, nhưng thực lực vẫn luôn xếp sau Phục Lăng Tông cùng Trúc Long Đạo. Nếu như có thể một lần hành động vượt qua Phục Lăng Tông và Trúc Long Đạo, không nói lấy được lợi ích khổng lồ, chỉ cần cái phần vinh quang này đã khiến cho bọn họ dâng trào cảm xúc rồi. Vậy ý của đại cung chủ là... Độc giác đại hán hỏi. Muốn đạt được cái mục tiêu này không thể thiếu lực lượng thiết công chủ và thu công chủ. Theo ý kiến của ta, hay là dùng thủy diễn tứ thời quyết đổ về quân anh của hai người cho thỏa đáng đi lạc thanh hải nói như thế ừ đại công chủ nói không sai cơ hội thương lưu công chúng ta lập nghiệp trọng yếu hơn xa so với cái môn công pháp thủy diễn tứ thời quyết lão đạo mặt xanh tán đồng nói ra đúng vậy đó huống hồ công pháp này tuy tốt nhưng thời gian pháp tác ẩn chứ trong đó huyền diệu khó hiểu từ xưa tới nay thương lưu cung chúng ta cũng không có bao nhiêu người có thể tìm hiểu ra đạo lý trong đó cả mặc dù những người kia là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng thành tựu cũng kém xa so với những người tinh thông pháp tác khác, có thể nói là đồ phí thời gian thôi. Ồ, đúng vậy á, cứ cho đi, có thể đổ về hai vị trưởng lão kim tiên cũng đáng giá rồi. Những người khác nhau nhau gật đầu. Độc giác đại hán còn có chút không cam lòng, nhưng thấy tất cả mọi người đồng ý cũng không nói gì thêm nữa. Nếu như vậy rồi á, thì thanh phụ trưởng lão nè, làm phần ngu đưa lấy thủy diễn tứ thời quyết đi. Lạc Thanh Hải nói với lão đạo mặc xanh. Dân! Lão đạo mặc xanh đáp ứng, quay người đi ra ngoài. Hàng lập ở trong đại điện vuốt vuốt cái bạch sắc tinh cầu. Một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến là Lạc Thanh Hải cùng lão đạo mặc xanh đi đến. Lạc đại công chủ nè, thời gian không sai biệt lắm nha, các người thương lượng như thế nào rồi? Hàng lập không quay đầu lại, mở miệng hỏi. <laughs> để tôi liễu đạo chờ lâu rồi nha đây là công pháp ba thủy diễn tứ thời quyết nè lạc thanh hải lật tay lấy ra một khối thẻ ngọc màu xanh lam đặt ở trên bàn trà lạc đại công chủ quả nhưng là người thông minh hàng lập nhìn lạc thanh hải lật tay lại lấy ra một cái bạch sắc tinh cầu khác trong đó phong ấn nguyên anh của hắc tu lão giả hắn đưa hai cái tinh cầu về phía lạc thanh hải sau đó đưa tay lấy thẻ ngọc màu xanh lam lạc thanh hải tiếp được hai tinh cầu trong tay hiện ra một đạo lam quang chui vào bên trong tinh cầu trên mặt rất nhanh lộ ra nét mừng rỡ hai người anh ở trong tinh cầu chỉ bị giam cầm cũng không bị tổn thương gì lại đoạt xá thân thể khác hoàn toàn không có vấn đề gì thần thức của hàng lập chui vào bên trong ngọc giản rất nhanh lui ra ngoài trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc như thế nào công pháp thủy diễn tứ thời quyết có, có, vấn đề gì không vậy lạc thanh hải thu hai bạch sắc tinh cầu vào thấy thần sắc của hàng lập như vậy hỏi à không có nếu như giao dịch đã hoàn thành rồi thì liễu mổ cáo từ Hàng lập lắc đầu thu ngọc giảng vào cất bước đi ra phía bên ngoài liễu đậu hữu hạ tất đổ giả ly khai như vậy chứ không bằng ở lại mấy ngày tại thương lưu cung chúng ta để chúng ta làm tròn đạo chủ nhà đại khách chứ. ánh mắt của lạc thanh hải lộ ra một tia lo lắng đuổi theo hai bước rồi nói không cần vậy đâu liễu mổ cũng không biết rõ tình hình của công thâu đậu hữu và chuyện ở minh hàng tiên phủ vì vậy mà lạc đại cung chủ không cần thốn thời gian nghe ngóng tin tức trên người của liễu mổ đâu Hàng Lập liếc nhìn Lạc Thanh Hải từ tốn nói ra. Thần sắc trên mặt Lạc Thanh Hải cứng đờ, rất nhanh hồi phục lại, quay người nói với lão đạo mặt xanh. Ờ, nếu đã như vậy rồi thì tại hạ cũng không giữ lại nữa. Thanh phụ trưởng lão nè, thay ta đưa tiễn liễu đạo hữu nha. Vậy liễu đạo hữu, à, mời. Lão đạo mặt xanh đáp ứng, đi trước dẫn Hàng Lập ra khỏi đại điện, sau đó hóa thành hai đạo độn quang bay về phía trên. Lạc Thanh Hải đưa mắt nhìn thân ảnh hai người biến mất, đứng ở trong điện một lúc lâu mới quay người đi vào trong nội điện. tầm nửa ngày sau, một đạo thanh sắc động quang từ trong điểm thương sơn mạch bắn ra, rơi xuống một cái đỉnh núi nhỏ, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Hắn quay người nhìn lại điểm thương sơn mạch khổng lồ, trong mắt hiện lên nét cười. vào lúc này trên người hắn lóe lên kim quang, thân ảnh Kim Đồng hiện ra. Kim Đồng, lần này nhờ ngươi rồi, nếu không ở chuyến này cũng sẽ không thuận lợi vậy rồi. Hàn Lập nói với Kim Đồng lúc trước bên trong thương lưu cung hắn mượn cơ hội biến thân cự viên thu liễm tiên linh lực ở trong cơ thể lại ngược lại để cho kim đồng phóng xuất ra khí tức linh áp kim tiên hậu kỳ kết hợp với ngôn từ nửa thật nửa giả làm cho lạc thanh hải vốn trời sinh tính đa nghi trở nên do dự <laughs> hai cái nguyên anh kia đại thúc người không cho ta ăn lại cầm đi cho người khác hai tay của kim đồng chống nạnh bất mãn nói hằng lập cười cười lật tay lên hai cái nguyên anh một đỏ một lam xuất hiện trong tay của hắn bỗng nhiên cũng đều là nguyên anh kim tiên <laughs> Như vậy còn tạm được Kim Đồng phát ra một tiếng hoang hô Đoạt lấy hai nguyên anh kia Hai nguyên anh này là hắn lấy được từ trong cái túi trữ vật của công thu cửu Trên người chúng có chừng bảy Tám đạo phụ phong ấn nguyên anh Kim Thiên Không biết có phải là gã lấy được từ trong Minh Hàng Tiên Phủ hay không Hàng lập đuổi Kim Đồng sang một bên Lấy ra cái ngọc giảng thủy diễn tứ thời quyết Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Lần trước ngẫu nhiên đạt được huyển thần bảo điển Của Phục Lăng Tông Tuy rằng chưa kịp tìm hiểu triệt để nhưng lại làm cho hắn nhớ tới thủy diễn tứ thời quyết được lưu truyền tại Bắc Hàng Thiên Vực. Dù sao cũng phải ly khai Bắc Hàng Thiên Vực, vì vậy hắn dứt khoát gồm tới tay tam đại công pháp thời gian pháp tắc của Bắc Hàng Thiên Vực. Cho nên mới có hành trình đi đến thương lưu cung lần này. Chợt nhìn lại, thủy diễn tứ thời quyết khác với chân ngôn hóa luân kinh và huyển thần bảo điển. Là một môn lấy thủy chi lực làm cơ sở, khai triển công pháp thay đổi thời gian pháp tắc. Có điều càng làm cho hắn ngạc nhiên là, hắn phát hiện ra, giữa ba môn công pháp, chừng ngùng hóa luân kinh huyễn thần bảo điển còn có thủy diễn tứ thời quyết này có chỗ giống nhau hắn xem cái thẻ ngọc màu xanh lam trong tay ánh mắt lập lòe chẳng lẽ tam đại công pháp thời gian của bắc hàng tiên vực tồn tại liên quan nào đó rất nhanh hàng lập lắc đầu thu ngọc thẻ màu xanh lam vào bây giờ không phải là lúc hắn tìm hiểu vẫn nên mau rời khỏi bắc hàng tiên vực là tốt hơn hắn vùng tay lên phi xa bích ngọc hiện ra đi Hàng lập phất tay phát ra một đạo thanh quang bao quanh kim đồng đang luyện hóa nguyên anh kim tiên một bên, lọt vào bên trong phi xa. Phi xa bích ngọc sáng ngời hào quang hóa thành một đoàn bích quang bay về một hướng. Hướng kia đúng là lối vào mang hoàng giới vực. Một nơi cách bách hàng tiên vực không biết bao nhiêu vạn dặm. Nơi này bầu trời xanh thẳm giống như mới được tẩy rửa, nhiều đóa mây trắng cực lớn phiêu đảng, từng con linh cầm bay múa qua lại trên không. Hết thảy nơi đây đều sáng ngời huy hoàng, tựa hồ không có một chút âm u nào. Phía trên mây trắng rõ ràng là một thế giới tiên khí càng dạt dào. Lúc nhà lúc nhúc từng ngọn núi lớn trôi lơ lửng chỗ đó, từng tòa nối tiếp từng tòa, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, không biết có bao nhiêu tòa. Những ngọn núi này có lớn có nhỏ, lớn chừng trăm vạn trượng, to khổng lồ đứng vững ở đó, nhỏ nhất cũng cỡ mấy ngàn trượng. Trên mỗi tòa sơn phong đều xây dựng một tòa hoặc là vài tòa kiến trúc hùng tráng đẹp đẽ. Những kiến trúc này nối tiếp sang sát nhau, không cách khác lạ nhưng có một điểm giống nhau đó là tất cả đều sáng tối kim quang tản mát ra từng vòng hào quang màu vàng sáng ngời ở giữa những ngọn núi này từng đảo cầu vồng ánh sáng kết nối với nhau nhiễm nhiên là một cảnh tượng thiên cung có một ngọn núi to chừng vài chục vạn trượng lơ lửng giữa không trung toàn thân ngọn núi khổng lồ này hiện ra màu vàng nhạt trên núi bỗng nhiên minh khắc từng đạo linh văn màu vàng sáng lấp lóe có vài chục ngọn núi nhỏ bé lơ lửng ở chung quanh giống như quần tinh vây quanh vầng trăng là ngọn núi khổng lồ màu vàng. Đứng sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi khổng lồ là một tòa cung điện màu vàng ống, nở rộ ra vạn đạo kim quang. Đại điện cao chừng trăm trượng, toàn thân dùng một loại tài liệu ngọc thạch màu vàng không biết tên kiến tạo thành, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo hoa mỹ. Trên đỉnh của đại điện treo một cái bảng hiệu màu bạc, trên đó viết ba chữ to: Lăng Hư Điện. Trên những ngọn núi nhỏ xung quanh ngọn núi khổng lồ màu vàng kia cũng không có bỏ trống, tòa là không ít kiến trúc có rất nhiều chỗ dược viên còn có rất nhiều mảnh đang thức trên đỉnh một ngọn núi gần nhất với ngọn núi khổng lồ màu vàng là một mảnh trang viên lớn bên trong bỗng nhiên nuôi dưỡng tất cả tiên thú mấy thanh niên người hầu đang chăm sóc ở bên trong đúng lúc này một đạo bạch sắc cầu vồng từ đằng xa bay đến vượt qua trên không trang viên bay về hướng ngọn núi màu vàng khổng lồ bạch sắc cầu vồng lướt qua một cổ uy áp khổng lồ cuồn cuộn lướt qua chung quanh trang viên phát lên tiếng ông ông hiện ra một cái lồng ánh sáng màu xanh thật lớn chống đỡ lại những uy áp khổng lồ này, nhưng vẫn có một chút thẩm thấu qua quan tráo cấm chế. lập tức những tiên thú trong trang viên rối loạn tương bừng, sắc mặt những người hầu kia đột nhiên trắng bệch, nhau nhau ngã rạp trên mặt đất. đợi uy áp biến mất, mấy người mới run rẩy đứng lên, phần lớn trên mặt đều mang vẻ ướt ao. hết tập 125, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.